Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế vừa công bố xét nghiệm nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong máu đối với nhóm 67 người ở Hà Nội. Và trong đó thì kết quả khiến cho không ít người phải giật mình khi mà có tới một nửa số người tham gia xét nghiệm có nồng độ thuốc trừ sâu, chất hóa học độc hại trong máu ở mức nguy cơ cao. 67 người tham gia xét nghiệm đến từ 4 huyện ngoại thành Hà Nội, gồm Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức. Họ lần lượt được chọc kim vào đầu ngón tay để lấy máu. Giọt đầu tiên bỏ đi, những giọt tiếp theo được đem đi ly tâm, tách lấy huyết tương và sau đó thì nhỏ chất chỉ thị màu để kiểm tra nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong máu. Kết quả cho thấy, trong tổng số 67 người tham gia xét nghiệm, chỉ có 35 người ở mức an toàn và 31 người ở mức nguy cơ, tức là đang có thuốc bảo vệ thực vật lưu tồn trong máu, và 1 người ở mức rủi ro, nguy hiểm hơn mức nguy cơ. Đáng nói là hầu hết các đối tượng không trực tiếp tham gia vào sản xuất trên ruộng đồng như là nông dân. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho biết, dù diện nghiên cứu rất hẹp, song kết quả này cũng khá giật mình và là lời cảnh tỉnh với tất cả người dân. Thực tế thì việc hấp thụ thuốc bảo vệ thực vật xảy ra khi hít phải, uống phải hoặc tiếp xúc qua da và niêm mạc. Do đó, dù nhiều người không tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu, nhưng trực tiếp sử dụng các sản phẩm rau, hoa quả, còn tồn dư lượng thuốc trừ sâu hoặc hít phải đều bị nhiễm cả. Vâng, và cũng theo thông tin từ Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thì các loại hoa quả tươi cũng là nguồn chứa rất nhiều những cái loại thuốc trừ sâu mà ít người để ý nên vẫn thoải mái là vẫn sờ rồi là hay là hít. Còn các chuyên gia chống độc thì cho biết là bình thường thì có nhiều trường hợp mệt mỏi suy nhược cơ thể không rõ nguyên nhân. Khi mà đi khám thì kết quả xét nghiệm thì lại cho thấy là men cholesterol trong máu thì giảm nặng và chẩn đoán xác định nhiễm độc mãn tính thuộc trừ sâu loại phosphor hữu cơ. Và trường hợp này thì gặp rất nhiều ở những người dân làm nông nghiệp và thường xuyên tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật.